Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Biến thể phụ mới JN1 của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh ở Mỹ, trở thành tác nhân làm gia tăng đáng kể số ca mắc mới COVID-19 ở nước này. Gần đây nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết biến thể JN1 chiếm tới 21,4% các ca nhiễm mới trên cả nước và là biến thể lây lan nhanh nhất. Riêng tại khu vực Đông Bắc, biến thể này chiếm hơn 30% ca nhiễm mới. CDC dự báo JN1 sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ trong bộ gen SARS-CoV-2. Được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào tháng 9 vừa qua, JN1 có mối liên hệ gần gũi với biến thể BA.2.86 mà CDC đang theo dõi từ tháng 8. Đến cuối tháng 10, GN1 chiếm gần 0,1% số ca. CDC cho biết sự tăng lên không ngừng số ca nhiễm GN1 cho thấy biến thể này vừa có khả năng lây truyền nhanh, vừa lần tránh được hệ miễn dịch. Tại các nước châu Âu như Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp và Hà Lan đã có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng số ca nhiễm biến thể GN1 và số ca nhập viện. Biến thể này cũng đang lây lan nhanh ở Australia, châu Á và Canada. CDC cho biết Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể JN1 làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác đang lưu hành. Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia y tế kêu gọi người dân tiêm vaccine đã được cải tiến để tránh hậu quả nghiêm trọng do virus gây ra. CDC nhấn mạnh vaccine cải tiến sẽ gia tăng sự bảo vệ trước JN1 cũng như các biến thể khác. Số ca mắc cấp bệnh về đường hô hấp ngày càng tăng ở Mỹ trước kỳ nghỉ lễ số ca nhập viện liên quan đến COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp RSV đều ở mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Theo số liệu của CDC, hơn 22.700 ca mắc COVID-19 mới phải nhập viện trong tuần từ ngày 9 tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, đến ngày 9 tháng 12 vừa qua, mới có khoảng 18% người trưởng thành tiêm mũi vaccine cải tiến. Chiều ngày 22 tháng 12, cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia ghi nhận thông tin biến thể jn 1 của virus Sars-CoV-2 gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu trong thời gian gần đây. Biến thể jn 1 thuộc nhóm biến thể cần quan tâm (VOI) theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Hiện chưa có bằng chứng về sự tăng nặng so với các biến thể trước đó và nguy cơ sức khỏe cộng đồng vẫn được đánh giá ở mức độ thấp ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, số mắc SARS-CoV-2 nói riêng và các bệnh đường hô hấp nói chung được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là ở các quốc gia đang bước vào mùa đông, có thể làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện tại các cơ sở y tế. Trong thời gian qua, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tạo ra các biến thể mới, gần nhất là biến thở JN.1. Trên cơ sở thay đổi về đặc tính của virus, mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng liên quan hoặc hiệu quả của vaccine, thuốc điều trị, chẩn đoán, các biện pháp xã hội, WHO phân loại các biến thể của SARS-CoV-2 được phân thành 4 nhóm, biến thể cần quan tâm, biến thể đáng lo ngại, biến thể được theo dõi, biến thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, tình hình COVID-19 vẫn đang được kiểm soát, số mắc ghi nhận thấp, giải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Số trường hợp nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp. Theo số liệu thống kê, ở tuần 50 ghi nhận 59 ca mắc Covid-19, tuần 49 ghi nhận 52 ca. Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh hiện chưa ghi nhận biến thể mới nhất bất thường. Ở Việt Nam, khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm trên phạm vi cả nước đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương du lịch cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nhất là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu người cao tuổi người có bệnh lý nền Ngày 22 tháng 12, Bộ Y tế có công văn số 8147 BITDP đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2023-2024. Bộ Y tế phối hợp với các tổ chức quốc tế, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các biến thể của virus SARS-CoV-2 cũng như các tác nhân gây bệnh đường hô hấp khác để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng chống hiệu quả phù hợp. Để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo mọi người dân không được chủ quan lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như sau. Đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xa phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, xúc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể trạng. Thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm. Vừa qua, giới chức Indonesia khuyến cáo thủ đô Jakarta có thể sẽ đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh vào năm mới 2024. Người đứng đầu bộ phận giám sát dịch tễ học và tiêm chủng thành phố Jakarta của Indonesia, bà Ngabilas Sanma, kêu gọi người dân bình tĩnh và tiếp tục áp dụng các biện pháp tự bảo vệ khi thực hiện các hoạt động ngoài trời. Chính quyền thành phố Jakarta cũng kêu gọi người dân hoàn thành đợt tiêm chủng tăng cường lần thứ tư và phát hiện sớm COVID-19 trong các nhóm dễ bị tổn thương, gồm người cao tuổi, những người chưa tiêm chủng và những người mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ, mắc các bệnh thận mãn tính, ung thư, HIVS và bệnh lao. Bà Sanma cho biết, dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao do các hoạt động du lịch, tham quan tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Bên cạnh đó, số ca mắc COVID-19 cũng tăng đột biến trong thời điểm chuyển giao mùa, khiến hệ miễn dịch suy giảm. Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ ba ngừa COVID-19, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao sau khi số ca nhiễm tăng mạnh trong những tháng gần đây. Bộ y tế Malaysia nhận định nguyên nhân số ca mắc tăng vọt là do người dân di chuyển giữa các bang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm và thời tiết đang thay đổi. Trước làn sóng Covid-19 mới đang gia tăng tại các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân tăng gấp đôi các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia ông Budi Gunadi Sadikin đầu tháng 12 thừa nhận có sự gia tăng các ca mắc Covid-19 tại Indonesia, song tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, số ca bệnh phải nhập viện chưa có dấu hiệu gia tăng do miễn dịch cộng đồng còn tốt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin vẫn kêu gọi người dân tăng gấp đôi nỗ lực phòng ngừa bệnh, gồm tiêm chủng và thực hiện trở lại các giao thức y tế. Các nhà dịch tễ học Indonesia cảnh báo biến thể EG5 của virus SARS-CoV-2 và dòng phụ HK3 đang chiếm ưu thế ở Singapore và Malaysia cũng là mối đe dọa đối với Indonesia. Mặc dù độc lực và khả năng lây nhiễm của các biến thể này thấp, song không thể chủ quan đối với nhóm có nguy cơ mắc COVID-19 cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Dự báo làn sóng COVID-19 mới có thể xảy ra ở Indonesia trong vài tuần tới khi lượng người di chuyển tăng mạnh trong dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2024. Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Singapore đang đồng loạt cảnh báo về số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trở lại trong những ngày qua.